Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 8 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong quý 2 năm 2020, các cơ quan khối Đảng đoàn thể nội chính các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt chuỗi liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã giúp cho nhiều vườn chè thâm canh tăng năng suất cao từ 30 đến 40 tấn một hecta. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo lên Quốc hội Mỹ và Liên hợp quốc về việc chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Sáng nay, mùng 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh quý 2 năm 2020. Các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 2 năm 2020, các cơ quan khối Đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trọng tâm là tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến nay đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tổ chức thành công Đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Na Hang, tổ chức Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan khối Đảng đoàn thể nội chính các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đoàn hội vững mạnh, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nắm bắt kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Trong quý 3, các cơ quan khối Đảng đoàn thể nội chính, các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện theo quy định. Tham mưu chuẩn bị các nội dung điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, đời sống nhân dân, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách dân tộc tôn giáo, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể nội chính, các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Về tham mưu lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung thực hiện các giải pháp mục tiêu đến ngày 30 tháng 9 phải đạt 60% chi đầu tư công. Thủ trưởng cấp ủy, chính quyền cùng cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện mục tiêu này. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu có sự điều chỉnh phân cấp hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thẩm định đầu tư, góp phần đẩy nhanh các chương trình dự án trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các tiểu ban phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 theo chức năng nhiệm vụ tiếp thu chỉnh sửa văn kiện đại hội. Dự kiến trong tháng 8 năm 2020 sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội. Tháng 10 năm 2020 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay mùng 8 tháng 7, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ do bà Karin McClellan, Phó Đại sứ làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn đã thông tin với bà Phó Đại sứ và đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ về tiềm năng thế mạnh cũng như định hướng phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí cũng giới thiệu với bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ về việc Tuyên Quang cũng là nơi đã ghi dấu sự hợp tác giữa Mặt trận Việt Minh và quân đồng minh tại khu căn cứ cách mạng Tân Trào trong thời gian chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Trong những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan tổ chức Hoa Kỳ đã có các chương trình hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục đào tạo, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loại động thực vật đặc hữu hiện có trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được phát triển. Tuyên Quang mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ kết nối của Đại sứ quán Hoa Kỳ trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội, các dự án nhân đạo, y tế, môi trường, nông nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ. Bà Karen McLellan, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Tuyên Quang sẽ được nâng lên tầm cao mới với nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ giới thiệu những tiềm năng của tỉnh Tuyên Quang đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ và hy vọng thời gian tới hai bên có sự hợp tác tốt trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Sáng nay, mùng 8 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Tới dự có các đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực. Lực lượng Công an từ tỉnh tới cơ sở đã xây dựng triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh. Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 97%, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong những tháng còn lại của năm 2020, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn khẳng định, trong điều kiện khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, lực lượng Công an tỉnh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực đảm bảo an ninh nội bộ, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của lực lượng Công an Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị toàn lực lượng bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng Công an Tuyên Quang phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu công trình quan trọng trên địa bàn, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý hành chính, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chiều nay, mùng 8 tháng 7, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025. Dự họp có các đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ 5 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua nước, góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đại hội với chủ đề đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững. Các đại biểu dự họp đã thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Chương trình đại hội và phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức đại hội và tiến độ triển khai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ 5 giai đoạn 2020-2025.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị đại hội, đảm bảo đại hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Qua đại hội, biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Xin chuyển sang các thông tin khác. Cây chè được xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Tại nhiều địa phương, việc tìm lời giải cho nâng cao năng suất cây chè vẫn là bài toán khó. Tuy nhiên, tại xã Như Khê, việc thực hiện tốt chuỗi liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã giúp cho nhiều hộ có những vườn chè thâm canh đạt năng suất cao từ 30 đến 40 tấn trên hectare. Nhà bà Hiên, thôn 5, xã Như Khê là một trong những hộ đứng đầu về năng suất chè của xã. Trước đây, khi chưa liên kết với công ty cổ phần chè Sông Lô, mỗi hectare chè chỉ thu được từ 10 đến 15 tấn chè búp tươi trên năm, với mức giá 3.000 đồng trên kg. Sau khi liên kết, gia đình bà được công ty đầu tư và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Năng suất chè tăng lên trên 35 đến 40 tấn trên hecta, giá bán đạt 5.000 đồng trên kg. Năng suất chè tăng là nhờ toàn bộ quy trình chăm sóc được gia đình bà thay đổi. Phân bón hóa học được thay bằng phân bón hữu cơ và phân vi sinh. Thuốc bảo vệ thực vật được thay thế bằng các loại thuốc có trong danh mục sản xuất Việt Gáp. Nói chung từ ngày trồng cái chè Việt Gáp này thì rất hiệu quả, năng suất cao, thu nhập của các gia đình trong cái nhóm liên kết này thì rất là cao. Với diện tích 30 hectare nhưng với kỹ thuật thâm canh cao, vườn chè của hơn 30 hộ sản xuất theo mô hình thâm canh chè Việt Gáp với công ty cổ phần chè Sông Lô luôn cán mốc ở con số 30 đến 40 tấn trên hectare. Năng suất cao, chè của các hộ liên kết này đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chè xuất khẩu sang thị trường Đông Âu, Afghanistan của công ty. Theo đó, các hộ tham gia chuỗi liên kết được công ty đầu tư phân bón, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và thu hái, trong khi các hộ liên kết thực hiện chăm sóc, bón phân theo đúng quy trình của công ty đưa ra. Đầu ra của sản phẩm liên kết sản xuất theo quy chuẩn an toàn nên sản phẩm chè búp tươi thu hoạch được đã được doanh nghiệp thu mua ổn định. Trước hết là về giống này, rồi là quy trình này thực hiện tốt này và chăm sóc đầu tư theo đúng quy trình thì cái năng suất là nó sẽ nâng lên rất là cao. Thế và có thể nói là bây giờ cái chè năm 2013 trồng đến bây giờ là năng suất nó đã xít soát 40 tấn rồi. Trên 1 hecta. Đấy, thế cho nên là cái hiệu quả nó bà con người ta thấy nó rất là hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có gần 8.600 hecta chè. Tuy nhiên năng suất chè trung bình của tỉnh chỉ đạt 9,5 tấn trên hecta, trong khi các công ty cổ phần liên kết sản xuất có từ 7 đến 10% diện tích chè nhưng đạt năng suất trung bình từ 20 đến 30 tấn trên hecta trên năm. Điều này cho thấy sự chênh lệch khá lớn về năng suất chè nguyên liệu giữa diện tích chè các hộ dân quản lý và diện tích chè có liên kết với doanh nghiệp thực hiện các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình thâm canh cây chè. Điều đó cho thấy sự bắt tay của doanh nghiệp với các hộ làm chè không chỉ giúp ổn định vùng nguyên liệu chè cho sản xuất mà còn nâng cao năng suất, sản lượng chè, tăng thu nhập cho người trồng chè. Thời gian qua, việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Công an thành phố Tuyên Quang thực hiện hiệu quả. Hiện đơn vị đang đẩy mạnh kiểm tra, phúc tra, kết quả thu thập thông tin dân cư nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác. Tuyên truyền vận động người dân mang các giấy tờ cá nhân đến nhà văn hóa thôn để kiểm tra rà soát lại các thông tin đã cập nhật từ năm 2018, đang được cán bộ công an xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Qua đó đã tạo được sự đồng tình, hợp tác của nhân dân để giúp cán bộ công an xã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Để đẩy nhanh cái tiến độ phúc tra dữ liệu dân cư trên địa bàn ấy, thì thứ nhất là cán bộ chiến sĩ đều phải tập trung hết thời gian và công sức và cùng nhau thực hiện đúng được cái tiến độ theo thời gian và cùng với đội quân tăng cường từ trên công an thành phố xuống. Bên cạnh đó là chúng tôi đã phải thông báo với ủy ban xã phối hợp để tuyên truyền về cái tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu dân cư để bà con cùng thực hiện. Chúng tôi đã tuyên truyền bằng loa công cộng và triển khai đến từng nhà. Thì đến hôm nay là coi bà con chúng tôi là mang rất đầy đủ giấy tờ đến để coi như là cho ban công an xã cũng như công an thành phố Tuyên Quang làm cho thuận lợi cho bà con nhân dân chúng tôi.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, giảm thiểu các chi phí cho xã hội. Đồng thời, khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, công tác này đã và đang được Công an thành phố Tuyên Quang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tổng số trên 117.000 phiếu phúc tra đợt 2, từ ngày 27 tháng 6 đến nay, Công an thành phố Tuyên Quang đã kiểm tra phúc tra được gần 60.000 phiếu, đạt 50% kế hoạch đề ra. Hiện nay tôi đang thu thập những cái công dân mà trong cái thời gian qua là chưa thu thập được và tiến hành tổ chức kiểm tra phúc tra đối với những cái trường hợp mà trước đây chúng tôi đã tổ chức thu thập được để cập nhật chỉnh sửa vào cái cơ sở dữ liệu quốc gia để cho nó đảm bảo chính xác. Với tinh thần làm việc khẩn trương, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Tuyên Quang phấn đấu đến hết ngày 25 tháng 7 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, phúc tra dữ liệu dân cư đợt 2. Qua đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, đồng thời phục vụ việc kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng công an. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi vi phạm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần ổn định thị trường. Giá vàng tại thị trường trong nước đã vượt mốc 50 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cân nhắc kỹ khi đầu tư vào vàng. Chiều nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và ký kết thực hiện chương trình chung tay bảo vệ môi trường năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hội đến cơ sở và hội viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ hội viên trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ hội viên cựu chiến binh đã ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 gần 800 triệu đồng. Trên 150 cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia tổ tuyên truyền và các chốt phòng chống dịch. Hội viên cựu chiến binh tham gia trên 4.300 ngày công lao động tu sửa làm đường bê tông, nạo vét trên 42 km kinh mương, hiến gần 5.200 mét vuông đất. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng đã ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp hội cựu chiến binh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác hội gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Cán bộ hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đầu tàu, gương mẫu của người lính bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các phong trào hoạt động địa phương. Trước đó, vào sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác hội năm 2020 cho cán bộ hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các cán bộ Hội Cựu chiến binh đã được quán triệt nghị quyết số 05 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quy định và thông tư về công tác cán bộ, thực hiện điều lệ hội, nghiệp vụ, phương pháp công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh, nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ cựu chiến binh, góp phần xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh hoạt động ngày càng hiệu quả. Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 với các cơ quan báo chí và các ngành có liên quan. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2020. Để tổ chức thành công đại hội, tại cuộc họp, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông ngành liên quan tích cực phối hợp tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội, trong đó tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, những thành tựu, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, kết quả và các hoạt động chào mừng đại hội của các chi đảng bộ cơ sở, diễn biến và kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ đảng viên. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối về ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung trọng tâm được nêu trong văn kiện đại hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động bảo trợ cho gần 800 người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng trị giá trên 420 triệu đồng. Tiếp tục triển khai 2 đề án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt và sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa và phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. 6 tháng cuối năm, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em Mồ côi tỉnh tiếp tục củng cố và phát triển hoạt động bảo trợ, vận động các nguồn tài trợ, thực hiện các đề án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ người khuyết tật. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 được tổ chức trong tháng 7, chậm hơn một tháng so với mọi năm. Để giảm áp lực cho thí sinh, ngành giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh thời gian ôn tập, lịch thi, giảm môn thi, mức độ khó đề thi. Thời điểm này, các trường đang nỗ lực tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức, ổn định tâm lý, giúp học sinh bình tĩnh tự tin khi bước vào kỳ thi. Hiện nay, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 và bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Khắc phục thời tiết nắng nóng kéo dài, nhà trường dồn sức để ôn tập hệ thống kiến thức cho học sinh. Lúc đầu các em cũng áp lực đấy, bởi vì là nghỉ nhiều, các em cũng có một cái sự lo lắng nhất định, và thực ra về phía giáo viên cũng thế. Thế nhưng mà dần dần chúng tôi cũng tạo cho học sinh một cái sự hứng thú, cũng như là làm cái công tác tinh thần, tư tưởng cho các em để làm sao các em có cái tâm lý ổn định nhất để các em tiếp tục tiếp thu kiến thức. Kỳ thi sắp tới thì thầy cô trên lớp cũng đã giảng dạy và bọn con cũng đã lĩnh hội được đầy đủ các kiến thức và có thể thoải mái, tự tin để bước vào kỳ thi sắp tới ạ. Với trên 200 học sinh khối 9, trường Trung học cơ sở Phan Thiết đã chia các lớp ôn tập theo năng lực trình độ học sinh, ôn tập vào các buổi sáng trong tuần. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhà trường đã trang bị đầy đủ quạt nước cho các thầy cô và học sinh. Thông báo cha mẹ học sinh, lịch, thời gian ôn tập, cập nhật thông tin, lưu ý học sinh giờ giấc ôn tập nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm tâm huyết với nghề nghiệp để giảng dạy các bộ môn của lớp 9, xây dựng được cái chương trình học tập, bồi dưỡng học sinh ngay từ đầu năm học và tổ chức các cái đợt bồi dưỡng thường xuyên từ đầu cho đến cuối năm học. Trong quá trình giảng dạy và bồi dưỡng thì nhà trường cũng đã tổ chức các cái kỳ thi thử vào trung học phổ thông để giáo viên, phụ huynh và học sinh biết được cái kết quả học tập của con em mình và xây dựng cái kế hoạch phụ đạo trong cái thời gian tiếp theo. Các thầy các cô nhà trường cũng đã xây dựng các cái bài giảng mẫu ghi hình về hướng dẫn học sinh ôn tập thi vào lớp 10 trung học phổ thông, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của nhà trường và các fanpage của sở giáo dục cũng như của nhà trường để học sinh có thể sử dụng cái tư liệu đó tự ôn tập trong cái thời gian học tập ở nhà. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang, để giảm áp lực cho học sinh do ảnh hưởng dịch COVID-19, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm nay, học sinh sẽ thi hai môn toán, ngữ văn. Nội dung đề thi được xây dựng theo hướng giảm tải chương trình trong dạy học, ôn tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn thành phố có hơn 1.700 học sinh dự thi với 70 phòng thi. Chuyên môn vững vàng và tuyển sinh vào 10, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các trường là tập trung cho các em học sinh lớp 9, ôn thi cho các em học sinh lớp 9. Và lựa chọn giáo viên có năng lực, chuyên môn vững vàng và có những cái uy tín, có kinh nghiệm để ôn tập cho các em học sinh đạt được cái kết quả cao nhất. Tăng cường cái việc ôn tập đối với những môn thi chuyên và giúp cho các em thi vào trường chuyên đạt được cái kết quả cao nhất trong kỳ thi vào 10 năm học 2020-2021. Để đảm bảo tính khách quan, trung thực, nghiêm túc cho kỳ thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về quy chế thi cho các trường, tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, trong chương trình Thời sự tối thứ tư hàng tuần, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang mở mục Chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi vi phạm đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
buổi tiêu hủy 700 chiếc mũ bảo hiểm thời trang không rõ nguồn gốc xuất xứ của đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tuyên Quang tiến hành dưới sự chứng kiến của các ngành có liên quan. Với giá trị hàng hóa không lớn, nhưng nếu lưu thông trên thị trường thì số mũ này không đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi tham gia giao thông. Qua đây góp phần tuyên truyền người sản xuất kinh doanh chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, góp phần ổn định thị trường. Nhà hàng buôn lậu, nhà hàng tiêu dùng, hàng điện máy, một số hàng liên quan đến cái việc mà tiêu dùng của nhân dân mà nhập lậu mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chúng tôi cũng tiến hành xử lý nghiêm trọng và tịch thu những mặt hàng nào mà không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định pháp luật, đặc biệt là hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc thì chúng tôi tiến hành tiêu hủy theo quy định pháp luật. Năm tháng đầu năm 2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh xử lý hơn 140 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng. Có được kết quả này, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đặc biệt là thời điểm dịch COVID-19 vừa qua. Từ đây đến cuối năm thì đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì sẽ tiến hành là xây dựng kế hoạch và tập trung kiểm tra những mặt hàng nhập khẩu mà nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chúng tôi tiến hành sẽ xử lý nghiêm. Càng về cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao thì hàng lậu, hàng giả trà trộn với hàng chất lượng uy tín sẽ gia tăng. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh tiếp tục bám địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giá vàng tại thị trường nước ta đã vượt mốc 50 triệu đồng trên lượng. Đây là mức giá chưa từng có. Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cân nhắc kỹ khi đầu tư vào vàng. Người dân mang đi bán được giá là 49 triệu 880 nghìn đồng một lượng vàng. Còn nếu đi mua thì mức giá là 50 triệu 007 nghìn đồng một lượng vàng. Ghi nhận tại các cửa hàng vàng, không khí mua bán vẫn khá trầm lắng. Tuy giá vàng tăng cao, nhưng các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi đầu tư vào vàng trong thời điểm này. Đối với người dân mà có tiền nhàn rỗi thì nên phân bổ cái số tiền nhàn rỗi của mình ra, chẳng hạn như 1/3 thì là mua vàng, 1/3 là gửi tiết kiệm, 1/3 là chơi bất động sản, hoặc không bao giờ lấy cái tiền sinh hoạt của mình, những cái doanh thu hàng ngày của mình từ tiền lương của mình hoặc là tiền kinh doanh hàng ngày của mình mà chơi vàng, rất nguy hiểm. Giá vàng thế giới cũng phá vỡ mức kháng cự cũ và tăng lên mức là 1.785 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng thì giá vàng thế giới đang tương đương là 50,1 triệu đồng một lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 14%. Chính phủ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác liên triều, coi đây là yếu tố quan trọng để tạo ra môi trường ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đưa ra tuyên bố trên ngày 8 tháng 7 sau khi hội đàm với đặc phái viên Hàn Quốc Lee Do-hun tại thủ đô Seoul. Phát biểu báo giới sau hội đàm, ông Biegun cho biết thêm, Mỹ hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc thúc đẩy các mục tiêu hợp tác liên triều cùng với Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến Seoul vào ngày 7 tháng 7 trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày. Chuyến công du của ông Biegun làm dấy lên đồn đoán về một nỗ lực cuối cùng nhằm tìm cách khôi phục các đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ trước thềm của bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã đình trệ kể từ khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo lên Quốc hội Mỹ và Liên Hợp Quốc về việc chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo về việc Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021. Mặc dù các nghị sĩ thuộc cả hai đảng ở Mỹ trong thời gian qua đều chỉ trích những vấn đề mang tính hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới, một số nghệ sĩ cũng đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi tổ chức này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Nhiều nghị sĩ lo ngại rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tới quá trình thử nghiệm lâm sàng trong nỗ lực phát triển vaccine cũng như tìm kiếm nguồn gốc lây lan của virus trên phạm vi toàn cầu. Quyết định của chính quyền ông Trump được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Mỹ, khi nước này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm và hơn 133.000 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 7 tháng 7 đã thừa nhận bằng chứng mới về sự lan truyền trong không khí của virus corona, sau khi một nhóm các nhà khoa học kêu gọi tổ chức này cập nhật hướng dẫn về các con đường lây bệnh từ người sang người. Chuyên gia về COVID-19 tại WHO trong cuộc họp báo cho biết, chúng tôi đã và đang nói về khả năng COVID-19 có thể truyền lây qua không khí và khí dung. WHO trước đây đã nói rằng virus gây ra COVID-19 lây lan chủ yếu qua các giọt nhỏ bắn ra từ mũi và miệng của người nhiễm bệnh. Bất kỳ thay đổi nào trong đánh giá rủi ro lây nhiễm do WHO ban hành có thể ảnh hưởng đến khuyến cáo y tế hiện nay của họ về việc giữ khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét. Các chính phủ dựa vào hướng dẫn của WHO để đưa ra các chính sách cũng có thể phải điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng nhằm mục đích kiềm chế sự lây lan của virus. WHO sẽ công bố bản báo cáo khoa học tóm tắt tình trạng kiến thức về phương thức truyền virus trong những ngày tới. Ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo khẩn mức cao nhất do mưa lũ ở nhiều khu vực thuộc hai tỉnh miền Trung Gifu và Nagano. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất về mưa lũ ở hơn 20 thành phố tại tỉnh Gifu và Nagano. Cư dân của khoảng 400 hộ gia đình ở tỉnh Gero, tỉnh Gifu đã bị mắc kẹt, đường dây điện đã bị đứt do lở đất, trong khi nước sông Hida tràn vào thành phố. Nhân viên cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, cơn mưa tồi tệ nhất đã di chuyển đến khu vực miền Trung Nhật Bản, Tokai, từ tỉnh Kyushu ở phía tây nam nước này. Ở tỉnh Kyushu, số người tử vong vì mưa lũ vào cuối tuần qua đã tăng lên 56 người. Hiện các khu vực bị ảnh hưởng đang mở rộng về phía bắc Nhật Bản, với lượng mưa lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, mưa lũ và sạt lở đất có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. Người dân ở các khu vực trên cầu sơ tán tới khu trú ẩn khẩn cấp. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 58 về quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Hiện nay, theo thông tư 15/2014, bắt buộc phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng. Tuy nhiên, tại thông tư 58 này, với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì khi thực hiện sang tên xe phải ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ gồm giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng nếu có. Nếu người đang sử dụng xe có giấy tờ mua bán xe thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được đăng ký, cấp biển số hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú. Ngược lại, nếu người đang sử dụng xe không có giấy tờ mua bán thì được cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng trong 30 ngày, gửi thông báo cho người đứng tên trong đăng ký xe, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông và tại trụ sở cơ quan. Nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì sau 30 ngày, cơ quan quản lý hồ sơ xe sẽ đăng ký, cấp biển số hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho người đang sử dụng để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú. Đáng chú ý, xe đã mua bán qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ mua bán chỉ được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định của thông tư này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ tư ngày 8 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp ngay sau chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin nắng nóng. Ngày hôm nay 8 tháng 7, các khu vực trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 34 đến 35 độ. Dự báo ngày mai 9 tháng 7, nắng nóng gia tăng cường độ trên địa bàn tỉnh. Các khu vực có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 17 giờ.
cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng kéo dài nhiều ngày làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn trong khu vực đông dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, nắng nóng có tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người như gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 7 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm thấp nhất từ 75 đến 85%. Khu vực núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất 75 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, độ ẩm thấp nhất 75 đến 85%.